Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa lớn. Đến nửa đêm ngày thứ Sáu, lượng mưa từ Quý Châu và Trùng Khánh kéo đến vùng trung và hạ lưu của sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử, đã ở mức lớn nhất kể từ mùa lũ lụt, phạm vi vẫn còn mở rộng. Theo thống kê chính thức, tính đến ngày thứ Tư, tổng cộng 13,22 triệu người thuộc địa bàn 26 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Gần 1.000 hồ chứa ở trung và hạ lưu sông Dương Tử phải xả lũ gấp. Trung Quốc đại lục kể từ hôm Chủ nhật, khu vực từ Quý Châu đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử đã trải qua trận mưa lớn nhất kể từ khi lũ lụt. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lũ màu vàng. Phạm vi vẫn mở rộng và thảm họa vẫn tiếp diễn. Theo Shihuanet, từ 3 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại các khu như Đông Nam Trùng Khánh, phía Nam và Đông Bắc Quý Châu, Đông Bắc Quảng Tây, phía Tây và Bắc Hồ Nam, phía Nam và phía Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, miền Trung và miền Nam An Huy, Tây Nam Giang Tô và miền Trung Chiết Giang đều đã lên tới 150 đến 250 mm. Các khu vực địa phương ở Quý Châu như Tuân Nghĩa và Kiểm Nam, Quế Lâm ở Quảng Tây, Hoài Hóa ở Hồ Nam, Lục An và An Khánh ở An Huy nằm trong khoảng 300 đến 490 mm. Một số nơi có thể phá mức cao nhất đã được đo trong tháng này là Nam Xuyên ở Trùng Khánh, Hoàng Bình và Hệ Thủy ở Quý Châu. Sở Tài nguyên nước ở tỉnh Hồ Bắc cho biết, tính đến 8 giờ ngày thứ Tư đã có 680 hồ chứa trong tỉnh vượt quá mực nước giới hạn kiểm soát lũ, cao nhất kể từ khi vào thời đoạn mưa dầm. Trong số đó có 2 hồ chứa lớn, 12 hồ chứa vừa và 666 hồ chứa nhỏ. Theo dữ liệu của cơ quan chức năng Trung Quốc, mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc kéo dài không ngừng cho đến thứ Tư đã làm cho 13,22 triệu người thuộc 26 tỉnh chịu thảm họa, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Trong đó, 751.000 người phải chuyển nơi ở khẩn cấp, 312.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 11.300 ngôi nhà bị sập và 195.000 ngôi nhà bị hư hại. Diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 982.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 29,9 tỷ nhân dân tệ. Đã có 980 hồ chứa ở trung và hạ lưu sông Dương Tử phải xả lũ gấp, trong đó có nhiều hồ chứa lớn. Cần lưu ý rằng, theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong thời kỳ này sẽ xảy ra những dạng thời tiết như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá nghiêm trọng nhất ở phía Bắc Trung Quốc và phía Bắc sông Hoài. Hơn 300 hồ chứa ở An Huy vượt qua giới hạn kiểm soát lũ. Trong tình cảnh gần đây, những trận mưa lớn tập trung lưu vực sông Dương Tử đã khiến Trùng Khánh và Tứ Xuyên ở thượng nguồn con sông phải hứng chịu trận lụt lớn nhất trong gần 100 năm qua. Trong khi tỉnh An Huy nằm ở hạ lưu cũng trong cảnh tương tự, đến 4 giờ chiều thứ Tư, tỉnh An Huy báo cáo rằng hơn 300 hồ chứa vượt quá giới hạn kiểm soát lũ, bao gồm 8 hồ chứa lớn và 19 hồ chứa vừa, đang đẩy nhanh việc xả lũ. Chiều thứ Ba, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh An Huy thông báo có ít nhất 296 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn kiểm soát lũ. Trong đó có 8 hồ chứa lớn, 21 hồ chứa cỡ trung bình và 264 hồ chứa nhỏ. Từ 9 giờ sáng thứ Tư, An Huy phải bắt đầu ứng phó lũ cấp 4. Theo Nhật báo An Huy, số lượng hồ chứa ở tỉnh An Huy vượt quá giới hạn kiểm soát lũ đã tăng trở lại. Đến 4 giờ chiều ngày thứ Tư, mực nước của trạm Ma Tử Đàm tại huyện Đông Nguyên của Tý Hà, sông Tý là 187,82m, vượt giới hạn 7,82m, còn mực nước trạm Bạch Liên Nhai, sông Ma Thủy là 205,72m và vượt quá giới hạn lũ là 5,72m. Trạm Phật Tử Lĩnh ở Đông Nguyên có mực nước 122,67m và vượt quá giới hạn lũ là 4,11m. Các hồ chứa lớn đều phải xả lũ khẩn cấp. Do ít nhất hơn 300 hồ chứa ở tỉnh An Huy đã vượt quá mức giới hạn kiểm soát lũ lụt. Thành phố Lục An đã gặp cảnh nước sông chảy ngược, làm nhiều vùng bị chìm trong nước nghiêm trọng, với số người trong cảnh thảm họa khoảng 11.500 người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa chắc chắn về thương vong. Thảm họa địa chất do lũ quét tại Trùng Khánh, Quý Châu. Ngoài ra, các khu vực gần Trùng Khánh như Tuân Nghĩa và Đồng Nhân ở tỉnh Quý Châu cũng đã trải qua những trận mưa lớn không ngừng, khiến không chỉ lũ lụt đã gây ra lở sườn núi mà đường phố cũng thành sông. Theo dự đoán của các cơ quan chức năng Trung Quốc, bước tiếp theo tại Trùng Khánh và Quý Châu vì mưa lớn là có thể gây ra những thảm họa địa chất bất ngờ. Theo thống kê, tính đến thứ Ba, thảm họa lũ lụt đã khiến 290.000 người ở 26 quận huyện của thành phố Trùng Khánh chịu ảnh hưởng, trong đó có 131.000 người đã phải chuyển nơi ở để tránh nguy hiểm, gần 2.100 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 260 ngôi nhà bị sập, diện tích kênh nông nghiệp bị ảnh hưởng là 9,3 nghìn ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 290 triệu nhân dân tệ. Khoảng 84.000 người ở 9 quận và huyện tại 3 thành phố và khu tự trị ở tỉnh Quý Châu là Tuân Nghĩa, Đồng Nhân, Kiểm Đông Nam bị ảnh hưởng. Hơn 6.500 người đã được tái định cư khẩn cấp, hơn 3.600 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 550 ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Diện tích cây nông nghiệp bị thảm họa là 2,4 nghìn ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 170 triệu nhân dân tệ. Trong khi dịch viêm phổi vẫn đang đe dọa thì nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục không ngừng xảy ra mưa lớn, khiến thế giới bên ngoài đặc biệt chú ý. Nhưng dường như giới chức Trung Quốc không những không tích cực cập nhật thông tin mới mà còn bắt đầu kiểm soát toàn diện dư luận và cấm người dân đại lục phát tán các video diễn tả cảnh thảm họa. Theo Đài Á Châu Tự Do, nói chung các thông báo đặc biệt quan trọng được đưa lên trang nhất của các cơ quan truyền thông, nhưng biểu hiện cho thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt Trùng Khánh gần đây ở một vị trí không rõ ràng, giống như cách xử lý thông tin lũ lụt ở phía Nam Trung Quốc cách đây 2 tuần. Kính thưa quý vị thân mến, một trận động đất vừa xảy ra chiều qua tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến ít nhất 23 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào lúc 15:02 theo giờ địa phương ở huyện tự trị dân tộc Di Ninh Lang thuộc Lệ Giang, thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Với cường độ 5,5 độ Richter, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km và gây ra rung lắc mạnh. Tính đến 17:44 cùng ngày theo giờ địa phương, theo báo cáo từ cơ quan địa chấn địa phương, 23 người đã bị thương trong trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng 5 km tính từ tâm chấn, có 12 thôn làng và khoảng 80.000 người sinh sống trong phạm vi 50 km. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố du lịch Shangri-La 90 km, cách thành cổ Lệ Giang 115 km và cách Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam 370 km. Sau khi trận động đất xảy ra, Cục Địa chấn Vân Nam đã nhanh chóng, kích hoạt và thực hiện công tác ứng phó xử lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ khoảng 120 người cùng các loại xe, thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để tìm kiếm và cứu trợ người bị nạn. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Quốc gia Lào, trong năm 2023, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc xảy ra 23 trận động đất, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Thông tin cho biết, trận động đất đầu tiên trong năm nay diễn ra vào hồi tháng 3 tại huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc với cường độ 3 độ Richter. Tiếp đến tháng này, tại huyện Bao Đầu và huyện Ô Hải của vùng Nội Mông liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ với các cường độ khác nhau từ 2,1 đến 3,3 độ Richter. Trong tháng 3 và tháng 4 cùng năm, tại tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Tây liên tiếp xảy ra một số trận động đất từ 1,8 đến 4,8 độ Richter. Gần đây nhất vào tuần qua, tại huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp xảy ra 2 trận động đất, trong đó có trận 5,7 độ Richter làm rung chấn nhiều nơi, khiến một số nhà cửa của người dân địa phương bị sụp đổ. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, vào lúc 1:44 ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, tại huyện Thông Hải, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam đã xảy ra trận động đất mạnh 5 độ Richter. Khu vực xảy ra động đất có tọa độ 24,19 độ Vĩ Bắc, 102,71 độ Kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 7.000 m. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc còn cho biết ngay sau đó, cũng tại địa điểm nêu trên còn tiếp tục xảy ra 2 trận động đất nữa. Trận thứ nhất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra vào lúc 1:48 với tâm chấn nằm ở độ sâu 6.000 m. Trận thứ hai mạnh 3,5 độ Richter xảy ra vào lúc 1:49 ngày thứ Sáu tại khu vực có tọa độ 24,18 độ Vĩ Bắc, 102,72 độ Kinh Đông với tâm chấn nằm ở độ sâu 9.000 m. Tâm của trận động đất này cách huyện Thông Hải 10 km, cách thành phố Côn Minh, Vân Nam 95 km. Tại Côn Minh cũng có cảm nhận rõ rệt về trận động đất này. Hiện nhà chức trách chưa đưa ra con số thiệt hại cụ thể. Được biết, trong bán kính 20 km tính từ tâm của trận động đất này có 500.000 người dân sinh sống, trong bán kính 50 km là 2,1 triệu người, trong bán kính 100 km là 11,4 triệu người. Chiều qua, theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp học sinh tránh nguy hiểm. Theo thông báo chính thức của mạng lưới cảnh báo động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 54 phút trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô, tại khu vực có tọa độ 33,5 độ Vĩ Bắc, 121,19 độ Kinh Đông, có tâm trấn nằm ở độ sâu 17 km. Vào thời điểm xảy ra trận động đất, cũng là thời điểm học sinh đang học tại các trường ở tỉnh Giang Tô. Các trường học nhanh chóng tổ chức cho học sinh sơ tán đến những khu vực rộng rãi, an toàn, tránh nguy cơ xảy ra. Sau trận động đất, cơ quan quản lý động đất Giang Tô ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3 và thành lập trụ sở khẩn cấp thực hiện điều tra thảm họa, giám sát di động và thực hiện công tác khoa học. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất ảnh hưởng hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tô, trong đó mạnh nhất là khu vực thành phố Diêm Thành và Nam Thông. Một số khu vực ven biển ở các tỉnh, thành phố lân cận như Thượng Hải, Sơn Đông, Chiết Giang cũng cảm nhận được chấn động. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra. Hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của người dân các khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường. Thưa quý vị, một số cư dân mạng đã gây chú ý trong công bố thông tin chỉ ra cơ quan an ninh ở Trùng Khánh đã đưa ra thông báo khẩn cấp sẽ ngay lập tức bắt giữ người đăng thông tin vô trách nhiệm trên Internet hoặc ở nơi công cộng liên quan đến tình hình lũ lụt. Nhiều nhà bình luận chỉ ra việc chính phủ Trung Quốc che giấu thảm họa lũ lụt và thực trạng an toàn của đập Tam Hiệp cũng vì mục đích tương tự như che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán năm 2019. Học giả pháp lý Tống Kiến Sinh ở Trùng Khánh chỉ ra rằng vấn đề nhà cầm quyền phong tỏa thông tin đã là thói quen, thay vì cho rằng những thảm họa lớn như vậy là vấn đề thiên tai, nhưng thực chất quan trọng hơn là vấn đề nhân họa. Tất cả vì mục đích duy trì sự ổn định của chế độ nên nhà cầm quyền luôn phải che đậy thực trạng năng lực làm việc yếu kém của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.